Cảm mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin báo thể thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mà các bạn về em mình điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Mancini có thể quay lại ngoại hạng Anh dẫn dắt MU. Đại diện ra mặt, MU đã ở gần chữ ký 50 triệu bảng. Pogba ra điều kiện để tiếp tục ở lại Old Trafford và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Mancini có thể quay lại ngoại hạng Anh để dẫn dắt MU. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabio Romano, United có thể liên hệ với Mancini để đưa ông trở lại Bologna trong mùa giải tới. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra với Roberto Mancini, Romano cho biết. Mancini sẽ nỗ lực đưa đội tuyển Italia giành vé dự World Cup 2022 vào tháng 3, nhưng nếu thất bại, ông sẽ xem xét chuyện tương lai. Mancini vẫn rất nhớ bầu không khí tại ngoại hạng Anh, ông ấy muốn trở lại ngoại hạng Anh vào một ngày nào đó. Tôi sẽ thêm tên ông ấy vào danh sách những huấn luyện viên tại giải ngoại hạng Anh mùa tới. Cựu họ vệ Man United nhanh chóng cho rằng điều này là không thể, nhưng Romano khẳng định Mancini có thể là một lựa chọn cho ban lãnh đạo của Man United. Cavani có thể cập bến River Plate. Sau khi bán Julian Alvarez cho Man City, River Plate có thể thoải mái chiêu mộ Edison Cavani từ Man United. Đội bóng Argentina có thể đáp ứng ngược mức lương mà Cavani yêu cầu sau khi Julian Alvarez ra đi vào mùa hè tới. Everton gia nhập cuộc đua giành Van der Beek. Crystal Palace đã đàm phán với Man United để mượn Van der Beek được vài ngày, tuy nhiên họ sẽ gặp phải sự cạnh tranh đến từ Everton. Đây sẽ là cuộc đua của hai câu lạc bộ trong thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Người đại diện ra mặt, MU đã ở gần chữ ký 50 triệu bảng. Theo thông tin từ AMC Sport, Tottenham muốn chuyển đến một câu lạc bộ hàng đầu và đội chủ sân Old Trafford nằm trong những biến độ yêu thích của anh. Kênh thông tin nổi tiếng của Pháp tiết lộ, người đại diện của Tottenhamy đã nói chuyện với MU và một ông lớn khác ở châu Âu để tiến tới việc ký kết hợp đồng. Có thông tin cho rằng cho đến nay, Monaco vẫn chưa định giá được cho Tottenhamy, người sẽ hết hợp đồng vào năm 2024. Trong khi đó vào tháng 10, nguồn tin từ Tây Ban Nha đưa tin rằng, đội bóng của Leicester muốn có 60 triệu euro từ việc bán tiền vệ sinh năm 2000. AMC Sports dự đoán Tottenhamy có thể chuyển đến quy đỏ trong mùa hè. chữ ký 45 triệu có thể là sự khác biệt cho United. Quy đỏ cần bổ sung một tiền vệ chất lượng, nhưng tới thời điểm này, mọi thứ vẫn đang bế tắc. Trong số rất nhiều cầu thủ mà đội chủ sân Old Trafford đã liên hệ để ký hợp đồng trong hai kỳ chuyển nhượng vừa qua, Robert Neves được cho là cái tên phù hợp nhất. Anh là một tiền vệ chất lượng hàng đầu, có khả năng đột phá lối chơi và tạo ra cơ hội. Neves có kinh nghiệm chinh chiến 4 mùa giải ở ngoại hạng Anh và chỉ mới 24 tuổi. Anh cũng là đồng hương của Bruno Fernandes và Rondo. Tuy nhiên có cảm giác MU không tham gia quá tích cực vào việc hỏi mua Neves ở thời điểm hiện tại. Ở chiều hướng ngược lại, Wolves được cho là đang cố gắng xua đuổi những đội bóng tìm cách tiếp tiếp cận Neves. Theo Maka, Wolves chỉ chấp nhận để Neves ra đi nếu nhận được một lời đề nghị khổng lồ, rơi vào khoảng 40 đến 45 triệu bảng. Dù vậy, đây vẫn là mức giá thấp hơn một nửa so với việc MU phải trả để ký hợp đồng với de Ray. Sẽ là điều đáng chú ý ở giai đoạn cuối mùa của kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu MU quyết định hành động vì quan tâm đến Neves. Họ đã bỏ phí hai kỳ chuyển nhượng và chưa thể tiếp cận được Neves. Vào mùa hè năm ngoái, Man United một lần nữa chơi phất lờ việc bổ sung nhân sự khu trung tuyến. Lý do là bởi huấn luyện viên xa khi ấy tập trung vào các khu vực khác mà ông đánh giá là quan trọng hơn. Lần này, nguyên nhân là MU không mặn mà đầu tư vào một cầu thủ dưới quyền huấn luyện viên tạm thời, khi thuyền trưởng chính thức tiếp theo của đội bóng có thể không thích điều đó. Thật xấu hổ khi biết rằng quy đòi chỉ lọt vào vòng đấu lại trực tiếp châm lịch lần thứ tư trong 9 mùa giải qua. Điều đó thật khó chấp nhận, nhưng vấn đề là mà U không cho thấy tham vọng cần thiết. Việc bổ sung một tiền vệ trung tâm như Neves có thể mang tới sự khác biệt, chưa kể cuộc chiến tốc 4 Bundesliga luôn rất căng thẳng, do đó Neves chính là chữ ký giải quyết nhiều vấn đề và Manchester cần phải sớm hành động. Bạn gái tố Greenwood bạo hành, đánh đập bầm dập người. Greenwood và Harry Robson yêu nhau từ khi cả hai còn ngồi trên ghế mái nhà trường harriet sở hữu thân hình nóng bỏng với số đo ba vòng cực chuẩn cũng khá hiểu khi cô có một lượng phần hâm mộ rất lớn trên mạng xã hội mối tình của greenwood và harriet tưởng như rất tươi đẹp nhưng mới đây harriet đã cáo buộc tiền đạo của quỷ đỏ có hành vi bạo lực cô ấy đã đăng video và hình ảnh về những vết bầm tím của mình trên instagram harriet chủ thích rằng đây là những gì Wood đã làm với cô ấy những hình ảnh đó mau chóng được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội hiện tại harriet đã xóa những hình ảnh này trong khi Wood cũng chưa lên tiếng về vụ việc Greenwood đã cặp kè với Harris từ khi còn là cầu thủ vô danh, không ngoa khi nhận định chính cô bạn gái này đã phần nào giúp Greenwood thi đấu thăng hoa hơn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, có thể thấy trong mùa này, sao trẻ người Anh đã xa suốt không ít, thậm chí anh còn bị chỉ trích là có lối chơi ích kỷ. Greenwood ít khi truyền cho các đồng đội dù cho họ ở vị trí thuận lợi và khả năng dứt điểm của anh cũng dần trở nên yếu kém đi nhiều. Ronaldo tìm cách hòa nhập với cầu thủ trẻ của MU. Sau khi chỉ trích nhiều cầu thủ trẻ của MU không biết cách cổng hiến cho tập thể, Ronaldo đang tìm cách kết thân để dần thay đổi tư duy của nhóm này. Theo The Sun, trong nỗ lực hòa nhập với các đồng đội không cùng thế hệ, Ronaldo giờ đang có mặt trong nhóm WhatsApp của Mark Rufford, Jesse Lingard, Anthony Alenga và James Garner. Trước đó, Raven Radmanic lên tiếng ủng hộ Ronaldo trong việc chỉ ra các đồng đội che tuổi không có ý chí phấn đấu để đóng góp cho tập thể mà chỉ nghĩ tới bản thân, lúc sau cũng đồng quan điểm này. Việc Ronaldo xuất hiện trong nhóm chat trên WhatsApp được cho là để gắn kết hơn với nhóm cầu thủ trẻ này, một nguồn tin thân cận mà U khẳng định. Các cầu thủ trẻ không bao giờ rời xa điện thoại và thường xuyên gửi cho nhau các trò đùa, video hài và nói đủ thứ chuyện từ trò chơi điện tử, xu hướng thời trang đến âm nhạc. Ronaldo thì già gần gấp đôi, anh ấy có bốn đứa con và một bạn gái đang mang bầu. Cuộc sống của Ronaldo rất khác những đồng đội trẻ mà anh ấy đã ra sân cùng hàng tuần. Một vài cầu thủ chóng ngập nhưng cũng vui vì Ronaldo đã tham gia nhóm và nhắn tin cho tất cả. Điều ấy khiến Ronaldo trở nên dễ chịu hơn, đặc biệt là khi một vài thành viên cho nhóm chat này đang không có phong độ tốt. Ronaldo đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho MAU mùa này khi có 14 bàn. Chân sút người Bồ Đào Nha thể hiện vai trò lớn trên hàng công dù thi đấu dưới thay Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick hay giờ là Rob Rangnick. Nhiều cầu thủ trẻ MU không thi đấu tốt từ khi CR7 trở lại Old Trafford. Mark Rufford, Mason Greenwood là hai trong số này. Greenwood đặc biệt bị chỉ trích vì thói quen hàm sút thay vì truyền bóng cho đồng đội ở các tình huống ngon ăn. Năm thương vụ mà Úc có thể hoàn tất vào hạn chót chuyển nhượng. Quy đoàn thành Manchester đang dục dịch bổ sung tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay và đây là năm thương vụ mà Úc có thể hoàn thành vào những ngày cuối. Đầu tiên đó là Declan Rice. Rice đã được liên hệ với một mức giá 100 triệu bằng chuyển đến Man United và cả Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Hiện tại, mức giá của tiền vệ này thậm chí còn tăng lên sau màn trình diễn tuyệt vời từ đầu mùa. Tuy nhiên, việc ký hợp đồng với Ray với mức giá đáng kể như vậy vẫn được coi là sự đầu tư hợp lý. Nếu một thỏa thuận có thể được thực hiện kịp thời trước khi phiên chợ đông khép lại, Manchester thật sự có thể nghĩ tới một thứ hạng cao trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Thương vụ thứ hai đó là Denis Zakaria. Nếu Manchester đang tìm kiếm một lựa chọn dẻo hơn nhiều so với Ray, thì chắc chắn họ có thể hướng sự chú ý tới Denis Zakaria, Tiền vệ phòng ngự của Borussia Mönchengladbach dự định sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải. Chiêu mộ Zakaria vào tháng riêng giúp Manchester tăng cường nhân sự khu trung tuyến. Zakaria có thể là bản hợp đồng hữu dụng nhiều ray nhưng rẻ hơn rất nhiều dành cho đội trường sân Old Thương vụ thứ ba mang tên Karim Adeyemi. Với việc gặp khó khăn trong thông vụ Erling Haaland, Manchester có thể đặt niềm tin vào Karim Adeyemi của Abel Kể từ khi rời lời đào tạo trẻ của Ben Monique, Adeyemi phát triển vượt bậc. Tương tự trường hợp của Jude Bellingham, Man United nên rút ra bài học trước khi mức giá của cầu thủ này tăng vọt trong tương lai gần. Thứ tư đó là Amado Hadara. Một cầu thủ khác có thể ghi dấu ấn ở Man United là tiền vệ Amado Hadara của Abelazic. Rangnick đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Hadara cho đến thời điểm này. Ông là người phát hiện ra Hadara ở Abisabak, trên nước ra người Đức biết chính xác những gì Hadara có thể mang lại cho hàng tiền vệ united vốn đang rất kém chất lượng. Và cuối cùng, đó là Sergei Milinkovic Savic. Milinkovic Savic từ lâu đã là mục tiêu của Manchester. Ngôi sau 26 tuổi đang có một mùa giải xuất sắc và trên nhiều phương diện, anh có thể chứng tỏ là sự thay thế hoàn hảo cho Pogba. 3. Nếu tuyển thủ Pháp có ý định ra đi vào mùa hè, Manchester cần đẩy mạnh việc tìm kiếm người thay thế Pogba 3 ngay thời điểm này. Và Milinkovic Savic có thể giúp quỷ đạo vượt qua những biến động trong giai đoạn cuối mùa giải. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.